Người Nga có mặt trong chiến tranh Việt Nam như thế nào? Lược dịch Lê Hùng, biên tập Thi Nguyễn. Khác với pháo cao xạ và MiG, người Việt Nam nắm bắt việc sử dụng tên lửa khó khăn hơn. Chính vì vậy, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, chính các chiến sĩ tên lửa Liên Xô đã sử dụng S-75. Những quả tên lửa S-75 đầu tiên được phóng trên lãnh thổ Việt Nam là vào ngày 25 tháng 7 năm 1965. Các tổ hợp tên lửa của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 236 Quân khu Phòng không Moscow đang có mặt tại Việt Nam đã bắn hạ 3 chiếc F-4 con ma của Mỹ. Không quân Mỹ có vinh dự là lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới đối đầu với các đợt tên lửa phòng không ồ ạt. Hiệu quả tác chiến rất cao thời kỳ đầu, tức là số lượng tên lửa phải sử dụng để tiêu diệt một máy bay của F-75 đã giảm xuống nhiều lần do Mỹ sử dụng phương tiện tác chiến điện tử, tên lửa chống radar và các chiến thuật mới. Mặc dù vậy, người Mỹ vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề các tổ hợp tên lửa phòng không của Bắc Việt Nam. Phía Mỹ thừa nhận tổn thất của Mỹ từ S-75 như sau. Sau đây, lần lượt xếp theo các kiểu máy bay. 15 máy bay ném bom chiến lược B-52, 2 hoặc 3 máy bay ném bom chiến thuật F-111, 32 máy bay tiêm kích F-4, 8 chiếc F-105, 1 chiếc F-104, 11 chiếc F-8, 4 máy bay trinh sát RB-66, 5 chiếc RF-101, 1 chiếc O-2, 26 máy bay cường kích A-4, 9 chiếc A-6, 18 chiếc A-7, 3 chiếc A-3, 3 chiếc A-1, 1 chiếc AC-130, 1 máy bay vận tải C-123, 1 máy bay lên thẳng CH-53. Thiệt hại trên thực tế chắc chắn phải cao gấp nhiều lần, nhưng bây giờ thì đã rất khó xác định và cũng không nhất thiết phải làm như thế. Từ đầu năm 1965 đến 1972, Liên Xô đã cung cấp cho Việt Nam 95 tiểu đoàn S-75 và 7.658 quả tên lửa phòng không, cơ số đạn và tổ hợp phóng. Đến cuối chiến tranh, đã có 6.806 quả đạn được sử dụng và bị mất. Lực lượng còn sẵn sàng chiến đấu đến thời điểm kết thúc chiến tranh là 43 tiểu đoàn. Vào giai đoạn cuối chiến tranh chống không quân Mỹ, tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Chara-2 bắt đầu sử dụng. Từ đầu năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, các chiến sĩ Cộng sản Việt Nam đã dùng Chara-2 bắn hạ 29 máy bay Mỹ gồm 1 F-4, 7 chiếc O-1, 3 chiếc O-2, 4 chiếc OV-10, 9 chiếc A-1, 4 chiếc A-37 và 14 máy bay lên thẳng. Chiến sĩ tên lửa phòng không, đặc nhiệm GRU, Tổng cục Tình báo quân sự, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên Xô, cũng tham gia chiến đấu tại Việt Nam. Tuy không được công bố công khai, nhưng cũng không giấu giếm thái quá. Tháng 5 năm 1968, nhóm đặc nhiệm GRU 9 người đã tấn công một căn cứ bí mật của Mỹ trên lãnh thổ Campuchia có biệt danh Flying Zone. Căn cứ này được sử dụng để tung các nhóm gián điệp biệt kích vào Bắc Việt Nam và cứu các phi công của máy bay Mỹ bị bắn hạ. Trong căn cứ có gần 20 máy bay lên thẳng, trong đó 4 chiếc máy bay lên thẳng tấn công mới nhất thời kỳ đó là Super Cobra, hy sinh 3 người. Đặc nhiệm GRU đã đưa được 1 chiếc Super Cobra về Bắc Việt Nam, phá hủy hoặc phá hỏng những chiếc còn lại, giết và làm bị thương 15 quân nhân Mỹ. Con số tổn thất trong tác chiến của các lực lượng vũ trang Liên Xô trên lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7 năm 1965 đến cuối năm 1974 được công nhận chính thức là 13 người. Nhưng chính người Việt Nam mới là người giành chiến thắng trong chiến tranh. Giai đoạn bước ngoặt của cuộc chiến có lẽ là từ năm 1968. Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta ngộ ra rằng những hình ảnh trên truyền hình về chiến tranh có khi còn quan trọng hơn cả chính chiến tranh. Ngày 30 tháng 1 năm 1968, 84.000 du kích Nam Việt Nam và các chiến sĩ Bắc Việt Nam đã bắt đầu cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, công kích mãnh liệt 36 trên 43 tỉnh lỵ Nam Việt Nam, chiếm cố đô Huế, chiến đấu ác liệt ngay trên các đường phố Sài Gòn.
toàn nước Mỹ được tận mắt chứng kiến những hình ảnh này trên màn hình vô tuyến ngay trong nhà của mình. Và đến lúc này thì không ai và không một cái gì có thể thuyết phục được người dân Mỹ nữa. Mọi công dân Mỹ đã hiểu rằng người Mỹ thua và cần phải nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến. Đầu năm 1968, lực lượng của quân đội Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Úc, quân đội Nam Hàn đang có mặt tại Việt Nam là 17 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn lính thủy đánh bộ, 2 sư đoàn kỵ binh đường không, tổng cộng 1,4 triệu tay súng, trong đó có 550.000 quân Mỹ, 500 xe tăng, 4.500 khẩu pháo, 4.100 máy bay và máy bay liên thẳng. Chiến dịch Mậu Thân đã làm suy yếu rất mạnh tiềm lực tác chiến của những người Cộng sản. Nhưng bản thân một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy vào các đô thị cũng làm cho tâm lý, tinh thần của người Mỹ suy sụt không kém. Khi một nhóm binh sĩ Mỹ của Sư đoàn Bộ binh số 23 dưới sự chỉ huy của Trung úy Calais thảm sát dân thường tại làng Mỹ Lai, hay nổi tiếng toàn thế giới với cái tên Sơn Mỹ, toàn những người dân thường vô tội, đã tạo nên những sự thay đổi lớn trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Uy tín của quân đội Mỹ đã sụp đổ trong con mắt của toàn thế giới và ngay chính cả nhân dân Mỹ. Nhưng vấn đề chính của người Mỹ lúc này không chỉ còn là sự xâm nhập của lính Bắc Việt vào miền Nam, mà còn là sự tha hóa ngay từ bên trong. Cũng chỉ trong năm 1969, 37 sĩ quan và hạ sĩ quan Mỹ đã bị các binh sĩ dưới quyền giết chết. Đây là những việc chưa từng có trong tiền lệ quân đội Mỹ. Ngay trong lòng nước Mỹ, hiện tượng lính quân dịch đào ngũ và các hoạt động phản chiến của nhân dân Mỹ đã trở thành một phong trào không thể nào ngăn chặn được. Đối với chính quyền Mỹ, cuộc chiến thông tin đã thất bại hoàn toàn. Vì thế, những thắng lợi quân sự trong năm 1969 không còn ý nghĩa nữa. Chính quyền Mỹ nhận thức được rằng trong một đất nước dân chủ thì không thể sử dụng một đội quân nghĩa vụ để tiến hành một cuộc chiến tranh khi dư luận xã hội không chấp nhận cuộc chiến tranh đó. Ngay sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, chính quyền Mỹ đã bãi bỏ chế độ quân dịch và xây dựng quân đội chuyên nghiệp. Những thử nghiệm trong hơn 50 năm qua cho thấy một quân đội chuyên nghiệp cũng không thể tiến hành chiến tranh nếu như dư luận xã hội của nước mình không chấp nhận cuộc chiến tranh đó. Một đất nước có dân chủ thì chỉ có thể tiến hành một kiểu chiến tranh duy nhất, chiến tranh phòng thủ chính nghĩa. Nếu như chính phủ muốn tiến hành một cuộc chiến tranh kiểu khác, thì họ buộc phải lựa chọn giữa chiến tranh hoặc dân chủ, hoặc là phải học được cách đánh nhau mà không có tổn thất. Trong các năm 1970-1971, người Mỹ đã tiến hành các đợt đột kích sang lãnh thổ Lào và Campuchia nhằm cắt đứt tuyến chi viện từ Bắc vào Nam. Cuộc tấn công vào Campuchia mang lại một số kết quả hạn chế, nhưng vụ can thiệp vào Lào đã thất bại thảm hại. Sau các sự kiện đó, Hà Nội quyết định giải quyết dứt điểm các vấn đề. Ngày 31 tháng 3 năm 1972, lực lượng chính quy của những người Cộng sản khoảng 40.000 người và 400 xe tăng thiết giáp đã tổ chức tấn công. Đây thực sự là một cuộc chiến tranh cổ điển, điển hình giữa các quân đội chính quy. Sau nhiều trận giao tranh ác liệt, mặc dù chịu tổn thất nặng, nhưng những người Cộng sản Việt Nam đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc Nam Việt Nam. Điều quan trọng nhất, sau đợt tấn công này, Mỹ buộc phải rút hoàn toàn lính Mỹ ra khỏi Việt Nam. Trước khi ra khỏi nhà, người Mỹ đã đóng sập cửa rất mạnh bằng cách tiến hành chiến dịch Liberker 2, một đợt không kích ồ ạt khổng lồ chống lại Bắc Việt Nam và tự tuyên bố đã chiến thắng để giữ thể diện. Trong chiến dịch này, Mỹ đã ném xuống Bắc Việt Nam gần 50.000 tấn bom, phá hủy 1.600 công trình. Không quân nhân dân Việt Nam mất 3 chiếc MiG-21, hạ 2B-52, 4F-4, 1RA-5C. F-75 đã bắn hạ từ 15 đến 32 B-52, 2F-111, 2F-4, trong khi chịu tổn thất là một tiểu đoàn tên lửa phòng không F-75. Đầu năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ đã phải trả giá bằng 58.169 binh sĩ và sĩ quan thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 200 xe tăng, 3.700 máy bay, 4.800 máy bay liên thẳng, hàng trăm tỷ đô la cuốn theo chiều gió và một cú sốc tâm lý cực mạnh. Người Mỹ rút đi, để lại cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa một khối lượng vũ khí khổng lồ. Quân đội Nam Việt Nam về hình thức đã là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ,
với số lượng máy bay chiến đấu đứng thứ 3 chỉ sau quân đội Mỹ và quân đội Liên Xô, và hơn quân đội Bắc Việt nhiều lần về quân số và vũ khí trang bị kỹ thuật. Nhưng điều đó đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Số phận chính quyền Nam Việt Nam đã được định đoạt, và có lẽ những người cầm quyền ở Sài Gòn có khi còn hiểu rõ hơn là ở Hà Nội, rằng người Mỹ sẽ không bao giờ quay trở lại và chỉ còn chờ ngày kết thúc. Yếu tố tâm lý quan trọng hơn nhiều so với số lượng và chất lượng vũ khí. Nhờ có các căn cứ ở Lào và Campuchia mà quân Bắc Việt có thể tấn công lãnh thổ Nam Việt Nam đồng thời trên toàn bộ tuyến biên giới từ hai nước này. Tháng 3 năm 1975, khi quân Bắc Việt tấn công Tây Nguyên, Sài Gòn cho rằng đây là một cuộc tổng tấn công nhằm chia cắt Nam Việt Nam thành hai phần. Vì thế họ đã tập trung lực lượng quanh Sài Gòn, gần như tự nguyện nhường toàn bộ phía Bắc Nam Việt Nam cho lực lượng Cộng sản. Nhưng bất hạnh đối với chính quyền Sài Gòn, chính khu vực phía Bắc Nam Việt Nam lại là nơi tập trung những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Sài Gòn. Cuộc rút lui chiến thuật đã nhanh chóng biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Thực chất, đây là sai lầm chiến lược của những người hoạch định, dẫn đến sụp đổ không thể cứu vãn. Thời cơ đến, Hà Nội không còn một chút do dự, tất cả các mặt trận đồng loạt tấn công. Lúc này thì không ai và không cái gì có thể ngăn cản nổi sự tan rã của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vào 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ đỏ có ngôi sao vàng được kéo lên trên đỉnh nóc dinh Tổng thống ở Sài Gòn. Xét về tổng thể, nếu tính từ góc độ của những hệ quả địa chiến lược và tầm ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự thế giới, thì cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ đứng sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20, là chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh Việt Nam kết thúc, hình thái chiến tranh cổ điển đã lùi sâu vào quá khứ, thay thế vào đó là cuộc chiến tranh công nghệ cao và phương án đáp trả phi đối xứng đối với nó là các cuộc chiến tranh nổi dậy, du kích, khủng bố. Ngoài ra, chiến tranh thông tin ngày càng có ý nghĩa quan trọng, đôi khi có khả năng thay thế hoàn toàn các hình thái chiến tranh khác. Lược dịch Lê Hùng, biên tập Thi Nguyễn.